giờ mình bắt cái ấp ra vô ra hông. Bắt hai cái ra đứng hai ra hông. Ra bắt nhanh hơn chứ nè. Bắt sen kẻ không kẻ. Chỉ có ra có cục ra mũi nữa. Ra mũi uống cái chiều vô kịp không á? Ra mũi uống cái chiều vô kịp không vô? Mai vô ra mũi. Ra không không tới hai cục ra này. Đây còn hai cái ra đáy nằm. Ra đáy bắt ra nằm. Rồi còn hai dè nữa. Cẩu sát luôn. Phải không?
Thank you.
rồi, nó nhỏ nào ra đúng không? Rồi xong kia phần ra hông từ sau lái lên tới trước mũi. Chưa xong rồi. Đây là bắt về nước nè. Sau khi bún mực chú chính mình cưa xong giờ bắt vô. Phần này phần về nước nè. À, phải. Bây giờ chú chính mình bắt cái phần nhà dè nước lên nè. Khoan cái lỗ, bắt cái bồ lon cọc xích vô kéo. Ngoài sau anh Phong mình kéo lên rồi đó. Bắt cái phần đuôi này cho trước rồi mình kéo cái đầu lên trên lên hả chú? Ừ. Vậy là nó cong. Cái vậy nước bắt nó hơi cong. Mình tắt anh nóng đi. Vậy có thấy lâu lần đây mà. Hả? Lấy cái bổ vô. Ừ. Đây là cây bắt cái bù lon thì mình phải cho một lần này chút. Bốn năm. Bây giờ. Sao bị thấy lên trên này. Còn tay nữa. Còn nguyên lắc. Ở nhà nhảy lên lắc. Lắc không nguyên, cái te nó lắc lên, rồi lại quay mạnh lên, đúng rồi, đó, rồi, lên chung lá, lên chung lá, lên nóng nguyên, đó, rồi, 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 đinh ra nhỏ nhỏ được. Nó có nặng mà đưa ra vậy nè, làm cái đó.
chết. Ủa quá rồi, mũi phan. Ừ, mình chú dính phan à? Ừ, dạ. Ê. Mài mũi lại, mũi này chưa ăn mấy thì chỉ chín mài lại mũi mà luôn mũi hàng mũi chưa mài phải không anh đẹp. Dạ. Qua dữ. Cái mặt đỏ rồi. Rồi. Ở cái mũi phan nãy chú phan tới đâu rồi? Chú đắng. Chú đắng hả? Hai cây mới kéo được hả chú? Cây kéo nó. Cây này mới kéo nó mới cầm đó chứ không? Cây đúng không? Đúng không? Vậy. Nó đuông có cái này. Nó đang hơi nó vừa sắc luôn. Vậy là phải mở lên hả? Nhà thôi, nhảy cái tay lại đây. Nhảy tay lại trước. Cái là mang kiểu đó lát nó chọn lại nó đổ lại nhà cạnh mấy trước đó. Lại cái bàn là vậy nè. Nó chưa có nhuông. Vậy là nó chỉ lên trước. Không phải không chứng lượng gần đó tôi nghe. Cái làm sao? Để xem sao. Ban đây nó cũng đổ lại mấy trước nè. Cái đó là máy rồi hả? Máy rồi.
cao chụp cái vẫn để thoải mái không? Không mà cái này tôi thoải mái bữa ban sọt cái thứ mới mới ăn. Cái này phải làm anh. Con cửa miệng vui. Ngay giữa luôn. Rồi, ngon lên. Cắt đóng vô luôn đi. Qua đây. Sáng giờ mấy cô trét trét xong phần sau. Rồi, đi. Mấy đường căng căng. Nè lăn nhớt. Nhớ cũ. Ôi. Cứng hai cái bộ rong này rồi là mình kéo cái phần đầu lên này, phần đuôi bắt phần đuôi trước, kéo lên nhiều dữ anh, kéo lên 6-7 tấc hơn. Rồi, kéo đuôi lên nè. Giờ đổi lại cái mũi vắn. Mũi này quá dài rồi. Ủa, cái mũi ngon quá.
quá rồi. Mũi này phân khỏe mũi nãy. Chưa tới mặt đỏ. Đó, tới mặt đỏ rồi. Rồi xong. Khỏe hơn. Dạ. Mua sái bên kia rồi chú. Chết hả? Dạ. Mặt tôi là năng hoa cả nào. Làm giỏi độ nhiều lắm rồi. Cho giỡn lên cho em thôi à, lên rồi chút xíu vậy. Tại vì ấy cái mình ai tắm luôn. À, vậy mà. Mắc cái đó không?
các bạn.